Anh chào tất cả anh em nha. Hôm nay Nông Cơ Vinh Quang mình đang test máy GS417 này về Iagrai của Gia Lai đây. Đang test máy lại cho khách. Lên bớt đi. Lên bớt đi. Không phải, đúng rồi, đất nó cứng quá, cây chống giữa này chống cho cây chống bánh này chống xuống ít thôi, đất này nó cứng này mà sao khỏi được. Nó sới là họ sới lại cái đất nó họ đã cày rồi nó vừa thôi. Như đất bên đây là được nè. Ờ, dưới đây là được rồi á. Được được, chạy được mà. Dạ. À, dè lui lại ra vô thử cầu trước rồi cho em không chạy xuống đoạn đấy, chạy xuống dốc đi rồi ra thử cầu trước thử. Test luôn cầu trước em. Cái này thì được thay lốp mới rồi nha anh em. Chạy test cầu trước đấy. Sới này dài 1m8 nha. Nippo. Loại sới mặt bít nha. Xuống dưới kia luôn rồi mới gỡ ra. Xuống hết dốc anh. Động cơ nổ khá là êm nha. Cái này về Iagrai nha. Ra nhẹ không? Rồi ok, nhẹ là đồng cầu á. Này đang về cổng sau của xưởng mình đây nha. Xưởng mình phía sau đây là xưởng đóng thùng luôn nè. Cầu số của bên mình đó nha. Cầu số này. Anh em nào có nhu cầu về cầu số thì alo nha. Cầu số này, cầu số 7 đó. Đấy, sửa sau đây. Bắt đầu lên xe nha. 47 về xã Gia Đê của Iagrai đây. À, bắt đầu lên xe anh em nha. Này khá là đẹp à. Coi bánh trước kìa ấy ơi. Dàn sới thì có vẻ rộng hơn xe rồi nha. Đang lên xe đây. Suzuki 417 về xã Gia Đê của Iagrai. Rồi ok, chào tất cả anh em nha. Rất là cảm ơn anh em thời gian qua đã theo dõi kênh cũng như là ủng hộ kênh nha. Rất mong anh em cho một like đăng ký kênh nha, để video được chạy nhanh hơn. Chào và cảm ơn anh em rất là nhiều nha. Rồi, chào anh em nha.